đây cũng là ngã ba Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng. Đó, ngôi tàu mà vàng vàng đó, cái gì đây, cá rồng nè. Pha lẫn giữa hình ảnh ngày xưa và hình ảnh ngày nay. Rồi thì 58 có lẽ là cái căn La Côte. Căn đây gửi bác Nelly nha. Gửi bác cô chú anh chị. Mình cùng xem cái ngôi nhà xưa. Rồi một số hình ảnh ở khu vực 58 Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng gửi cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, thật là nhiều sức khỏe nha. Hiện tại bây giờ Sài Gòn là 6 giờ chiều. Hôm nay chúng ta cùng nhau lang thang đi một vòng Nguyễn Huệ, sau đó mình đi vòng ra bến Bạch Đằng, rồi mình đi ngang con đường Tự Do, rồi đi đến căn nhà số 58 Tự Do để gửi đến cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn ngày nay, để mình nhớ đến những hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa nha. Đây chúng ta đang ở giao lộ Ngô Đức Kế và Nguyễn Huệ. Nếu mà thẳng này thì chúng ta sẽ đến đường Tự Do, nhưng mà chúng ta sẽ đi một vòng bắt đầu từ đầu đường Tự Do. Đầu đường Tự Do ở ngoài ngay bến Bạch Đằng ha. Mình đi thẳng vô để bà con mình nhìn hình dung rõ hơn cái con đường, cái điểm bắt đầu. Thì bây giờ Sài Gòn rất là mát, nó ngược với buổi trưa. Buổi trưa rất là nóng, nóng đến độ mà phải khô luôn á. Bởi có rất là nhiều, mấy bữa nay có rất nhiều trường hợp đột tử do là nóng quá mà đi tắm rồi xảy ra nhiều chuyện không hay. Nên nếu cô chú anh chị và các bạn có đi du lịch ở Sài Gòn mùa này á, không riêng gì du lịch Sài Gòn mà nói chung là Việt Nam á, thì mình tránh đi ra nắng để đảm bảo sức khỏe. Đây cuối đường này là bến Bạch Đằng nè. Đây có con tàu Elisa, tàu nhà hàng 5 sao nè. Nhìn tàu rất là lớn. Buổi chiều thì con mình đi khách du lịch rồi tản bộ ngoài ngoài đây rất là đông. Bây giờ thì chưa có đông lắm. Hôm nay là tối nay là xe đông, tại vì nay là cuối tuần nên rất là nhiều tour khách và đoàn khách nước ngoài ở đây. Đó, phía trước mặt ta là tàu Elisa. Đây cũng là ngã ba Nguyễn Huệ và Tôn Đức Thắng. Đó, ngôi tàu mà vàng vàng đó, cái gì đây, rất là nhiều đèn. Đậu ngoài sông Sài Gòn á. Theo hướng này chúng ta qua cầu Khánh Hội rồi qua quận 4. Đây là đầu đường Nguyễn Huệ nè. Rồi chúng ta sẽ đi theo hướng bên đây.
để đi đến đường Catinat, đường tự do hay là gọi là đường đồng khởi. Thì con đường này, con đường Tôn Đức Thắng này buổi chiều rất là mát, nhưng mà ngược lại buổi trưa, buổi sáng rất là nắng nha, tại vì nắng mặt trời mọc á, rọi hẳn vào. Đường Tôn Đức Thắng này ngày xưa có tên là, tự nhiên chắc nói sai à, chỗ đường, tên ngày xưa của đường Tôn Đức Thắng ấy, nhờ cô chú anh chị mình comment để em được rõ hơn ha. Cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến, chia sẻ cho em những cái điều hay. Chúng ta đang đứng ở khách sạn 5 sao Majestic, khách sạn có kiến trúc rất là đặc biệt, cá rồng nè. Mà dạo này chúng ta hay có mấy cái đèn, cái đèn chạy chữ rất là hay ha. Chúng ta đang ở đầu đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng. Đường Tôn Đức Thắng thẳng ra kia thì chúng ta sẽ đến hãng đóng tàu Ba Son. Sài Gòn House. Nay chúng ta sẽ đi dọc theo đường Tự Do. Cà phê restaurant. Con đường này buổi tối lên đèn rất là đẹp ha. Đặc biệt là cái giờ này nè, cái giờ này là cái giờ mà lên đèn này rất là đẹp, rất là rõ. Chúng ta vừa thấy cảnh rõ mà vừa thấy đèn nó lại nổi. Nếu mà đi tối quá thì chúng ta nhìn thấy không rõ. Hôm bữa mình đi tối quá, hôm nay em cố tình đi cái giờ này để cho nó, chúng ta nhìn thấy những sắc màu nó rõ hơn, pha lẫn giữa hình ảnh ngày xưa và hình ảnh ngày nay. Cái tòa nhà 58 thì 58 Đồng Khởi thì như là kế bên đó là cái tòa nhà Sara Food. Chúng ta đang ở ngã tư Ngô Đức Kế và Đồng Khởi. Chúng ta đi hướng này thì nhìn rất là đẹp nè, cái building này không biết ngày xưa là gì nhưng mà bây giờ là hotel, nó có từ năm 1930. Đẹp ghê chưa, lung linh. Thẳng ở đây thì cái bộ binh Trần Hưng Đạo. Ở đây thì không có đèn để chúng ta qua đường ha, nên chúng ta nhìn thấy vắng vắng thì mình sẽ qua đường thôi, không có đèn tín hiệu. Hướng này chúng ta đi đến đường Nguyễn Huệ. Gần đến cái nhà số 58 Đồng Khởi rồi.
giờ chúng ta nhìn thấy khu Sài Gòn này rất là lạ, những hình ảnh rất là đẹp. Nay tòa nhà Tham Quay của ca sĩ Thanh Bùi đây nè, nó thông với đường Nguyễn Huệ luôn. Khách sạn 5 sao nổi tiếng của Sài Gòn. À, chúng ta gần đến số 58 rồi. Đây cái chỗ nhà xuất bản khoa học kỹ thuật là số 28. Cái này mình zoom lên ha, zoom lên để mình thấy rõ hơn. Gatorset là số 36 và Win 3. Nhà có cái cửa lam lạ lạ này là 40-42 42 đồng khởi. Rồi đến cái nhà đen đen này. Đen đen này thì không có để số nên mình thấy không rõ. Ngân Đình, Ngân Đình thì 52-56 đồng khởi. Các nhà có cái hoa văn rất là lạ nè, rất là đẹp. Rồi 58 là tòa nhà kế bên, ngày xưa là khách sạn, rồi ngân hàng. Rồi nhìn đối diện qua thì thấy shop MM. Đây, cái du lịch đến giờ họ đi vô Ngân Đình để ăn tối nè. Sau một ngày đi tour, rồi thì 58 có lẽ là cái căn La Côte. Căn đây gửi bác Nelly nha, gửi bác cô chú anh chị. Mình cùng xem cái ngôi nhà xưa. Kế bên là cái nhà hàng Ngân Đình. Ở dưới cái tòa nhà này thì shop đồ hàng hiệu cá sấu, và đối diện đó là khách sạn Hương Sen. Rồi một số hình ảnh ở khu vực 58 đồng khởi và Tôn Đức Thắng gửi cô chú anh chị và các bạn. Sata Group.
ta sẽ đi dọc theo đường, đường này là đường Mạc Thị Bưởi. Kính các cửa hiệu, ở Sài Gòn này thì là tất 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 vàng nên không có khoảng trống nào để không hết ha. Rồi bây giờ em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Số hình ảnh về đường Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng ngày nay, nhưng mà em quên cái tên ngày xưa rồi, và đường Tự Do, và đi đến cái căn nhà số 58 gửi đến cô chú anh chị và các bạn xem, để mình có dịp mình đi đến đây thì mình tham khảo ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Để hôm nào chúng ta sẽ thực hiện cái video đi đến khu đồn đất năm xưa, là bây giờ là đường Thái Văn Lung á. Cô chú anh chị mình có cái kỷ niệm gì về khu đồn đất thì cho em xin cùng chia sẻ ha. Tại vì đường đó cũng rất là ngắn. Đường đó là đi đến đường Gia Long. Đầu đường là đường Gia Long. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.